Bắt đầu vào bài xếp bụng chữ V tầm cao. Đây là một bài tập ở cấp độ vừa, không hề dễ, sẽ hơi khó một chút. Các bạn sẽ xếp lên giống như trong video, chân không chạm sàn và khá thẳng chân, tay không chạm đất. Và khi các bạn duỗi ra thì các bạn duỗi thẳng cơ bụng ra. Khi các bạn co vô, các bạn sẽ nâng cùng lúc tay và chân và điều khiển bằng việc co cơ bụng để xếp lên, cả tay và chân chạm nhau ở trên. Khi các bạn xếp lên, các bạn thở ra. Khi xuống thì các bạn hít vào. Đây là một bài tập ở cấp độ vừa và có độ khó vừa.